Chào các bạn, đây là thành phẩm của món trứng gà ngâm với mật ong và nghệ. Một cái bài thuốc rất là hiệu quả đối với những ai mà muốn tăng cường sức khỏe và tăng cân, giúp cho nội tiết tố nữ của chúng ta tốt hơn và đặc biệt là bổ máu vô cùng với những ai mà đang thiếu máu, thì đây là một cái bài thuốc rất là hiệu quả. Và làm sao để chúng ta có thể làm được cái bài thuốc này, cũng như là cách sử dụng nó làm sao để nó hiệu quả nhất, thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm một cái bài thuốc, đó là trứng gà ngâm với mật ong. Làm sao để chúng ta có thể hiểu được cũng như là phát huy được tốt tác dụng của cái món này, thì ở đây các bạn sẽ chuẩn bị cho mình trứng gà. Trứng gà này thì mình sử dụng trứng gà ác, cái gà đen ấy các bạn. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng trứng gà ta, thì ăn nó ngon và nó không có bị tanh. Và cái tác dụng làm đẹp của trứng gà cũng như là giúp cho da dẻ được hồng hào và tăng cường nội tiết tố của trứng gà thì các bạn cũng biết rồi. Và khi nó kết hợp với mật ong thì nó sẽ tạo nên một cái món rất là ngon. Ở đây thì mình chuẩn bị 10 quả trứng gà và 300ml mật ong. Mật ong này thì các bạn lựa chọn mật ong rừng hoặc là mật ong nuôi đều được. Nếu như chúng ta có cái loại nào mà tiện hơn thì chúng ta dùng nhé. Và một củ nghệ như thế này để cho giảm đi cái vị tanh của trứng gà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm nhé. Phần trứng gà này thì các bạn sẽ tách lấy phần lòng đỏ cho mình. Các bạn có thể sử dụng cái dụng cụ để chúng ta tách lòng đỏ riêng. Tách như thế này để cho nó ra hết được cái lòng trắng này. Đó. Nếu như mà các bạn ăn thường xuyên thì các bạn sẽ thấy là sức khỏe của chúng ta tốt lên rất là nhiều. Và các bạn làm tương tự cho mình như vậy cho đến hết các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ thái nghệ cho mình nhé. Nghệ này thì các bạn để nguyên cả cái phần vỏ cho mình. Cái phần vỏ nghệ nó có tác dụng rất là tốt. Và nghệ này khi mà các bạn ngâm cùng với trứng gà và mật ong thì nó sẽ khử mùi tanh của trứng rất là tốt. Cho nên là khi mà các bạn ăn thì các bạn sẽ thấy là nó dẻo, ngon, không có mùi tanh của trứng gà. Đó. Thì các bạn sẽ dùng cho mình một cái hũ thủy tinh hoặc là một cái tô thủy tinh. Sau đó thì chúng ta sẽ cho nhẹ nhàng vào thôi, không là cái phần lòng đỏ nó vỡ mất. Sau đó thì các bạn sẽ thêm nghệ lên phía trên nha. Bây giờ thì các bạn sẽ đổ mật ong vào
và mật ong các bạn sẽ đổ cho mình ngập cái phần lòng đỏ. Các bạn đổ nó ngập cái phần lòng đỏ như thế này. Bởi vì là khi mà chúng ta mới cho vào, trứng vẫn còn chưa chín thì nó sẽ nổi lên phía trên như thế này. Các bạn đậy nắp lại, sau đó để ở nơi thoáng mát cho mình. Và thời gian để chúng ta có thể ăn được cái món này đó là từ 2 đến 3 ngày tùy nhiệt độ. Với cái thời tiết mùa hè như thế này, trời bắt đầu nóng rồi, thì khoảng 2 ngày là chúng ta có thể ăn được. Và các bạn sẽ cùng chờ với mình thành phẩm của món này các bạn nhé. Và ở đây thì phần trứng gà sau khi mà mình đã ngâm được ở đây là 2 ngày, các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần trứng nó đã chín như thế này đây. Đây, nhìn rất là ngon đúng không các bạn? Mình sẽ để ở đây nha. Cái phần trứng còn lại này thì mình sẽ cho vào một cái hũ thủy tinh. Mình chỉ lấy phần trứng cộng với cả một chút xíu mật ong thôi để mình cho vào cái hũ này để bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Đó, khi mà các bạn ngâm xong thì cái phần trứng nó rất là dẻo và hết hẳn mùi tanh của trứng luôn đấy các bạn. Thơm lắm. Món này thì rất là bổ đối với những ai mà đang ốm, mới ốm dậy này, hoặc là muốn tăng cân. Đó. Nhìn là đã thấy hấp dẫn rồi đúng không các bạn? Còn cái phần mật ong dư này thì các bạn có thể dùng để đắp mặt nạ với những ai mà bị da mụn chẳng hạn, thì các bạn có thể đắp mặt nạ. À đây các bạn ơi, đây là toàn bộ cái phần thành phẩm của cái món này đây. Cái phần trứng sau khi mà các bạn ngâm xong thì các bạn sẽ thấy nó rất là chín, và với món này thì đặc biệt là bổ khí huyết. Đối với những ai mà vừa mới ốm dậy thì cực kỳ hiệu quả. Hoặc là đối với những ai mà muốn tăng cân thì đây là một cái lựa chọn rất là tốt. Và cách sử dụng của cái món này như sau. Món này thì các bạn sẽ ăn tốt nhất, các bạn nên ăn vào bữa sáng trước khi mà chúng ta ăn tất cả các cái loại đồ ăn khác. Và một tuần thì các bạn ăn từ 2 đến 3 quả đối với những người muốn tăng cân. Còn với những ai mà chỉ muốn da đẹp này, tăng nội tiết tố nữ thì một tuần các bạn ăn 2 quả giúp mình nhé. Đó, rất là ngon đúng không các bạn? Đây, phần trứng sau khi mà các bạn làm xong thì nó dẻo lắm các bạn. Nó rất là dẻo như là các bạn làm trứng muối á. Ăn dẻo và rất là ngon. Và thậm chí là không tanh một chút nào cả các bạn ạ. Đó. Và các bạn cứ thực hiện cho mình một tuần 2 quả. Hoặc là các bạn có thể ngâm đến đâu chúng ta ăn đến đó cũng được. Ngâm 4 đến 5 quả thôi, không cần phải ngâm nhiều như mình. Mình thì mình cứ ngâm để ăn trong vòng 2 đến 3 tuần.
mỗi một tuần 2 đến 3 quả. Mình thì mình đang muốn tăng cân cho nên là mình ăn 3 quả một tuần. Còn nếu như mà các bạn mà không muốn tăng cân thì chỉ ăn 2 quả một tuần thôi các bạn nhé. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.